Hello, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với nội dung ôn tập của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại unit số 3 nhé. Unit số 3 của chúng ta chủ đề ở đây đó chính là The Green Movement. Và trong nội dung ôn tập của bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau. Thứ nhất, đó chính là chúng ta ôn tập về vocabulary, về từ vựng. Thứ hai là chúng ta sẽ ôn tập về collocation. Và thứ ba đó chính là phần grammar, phần ngữ pháp. Đây, get let's start it. Chúng ta bắt đầu từ phần gì nhỉ? Vocabulary nhé cả lớp. Chúng ta có trong nội dung unit số 3 thì có những từ mới như sau. Số 1 chúng ta sẽ có từ asthma. Asthma, tên này của chúng ta là bệnh hen hoặc là bệnh xuyễn á. Ok, next one number 2. Số 2 ạ, chúng ta có từ biomass. Biomass, tên này của chúng ta là những cái nguyên liệu tự nhiên từ động vật, là thực vật, từ những sinh khối ạ. Okay, number 3, chúng ta có bronchitis. Bronchitis, cái này của chúng ta là những bệnh viêm phế quản, đúng không ạ? Bronchitis. Next one, number 4, clutter. Clutter là tình trạng bừa bộn và lộn xộn ạ. Number 5, compaction. Compaction là sự đốt cháy ạ. Number 6, chúng ta có conservation. Conservation là sự bảo tồn ạ. Number 7, depleted. Depleted là gì đấy ạ? Rút hết hoặc làm cạn kiệt hết, đúng không? Depleted. Number 8, dispose. Dispose. Và đi với giới từ of, chúng ta đọc là dispose of. Okay. Next one, chúng ta có từ tiếp theo, geothermal. Geothermal, cái này của chúng ta là thuộc về địa nhiệt, đúng không ạ? Next one, chúng ta có từ tiếp theo là gì nhỉ? Habitat. Habitat, cái này là những cái môi trường sống, đúng không ạ? Chúng ta có cụm từ là natural habitat, là những môi trường sống về tự nhiên. Okay. Next one, chúng ta có từ lifestyle. Lifestyle. Lifestyle, đây là phong cách sống, đúng không ạ? Next one, chúng ta có từ major. Major, đây là nấm mốc ạ. Mold. Mold, mốc meo. Organic. Organic, không dùng chất nhân tạo, hoặc là chúng ta gọi là hữu cơ. Next one, pathway. Pathway, từ này của chúng ta là đường mòn hoặc là lối nhỏ. Reservation. Reservation, sự giữ gìn. Remote. Remote là thúc đẩy hoặc là phát triển. Remote. Purification. Purification, cái này của chúng ta là gì nhỉ? Sự làm sạch và sự tinh tế, đúng không ạ? Pure, purification. Next one, replenish. Replenish là lấp lại, làm đầy lại hoặc là bổ sung. Next one, suit. Suit, cái này là bổ hóng hoặc là nhọ nồi. Okay, next one, sustainability. Sustainability, cái này của chúng ta là gì nhỉ? Việc sử dụng các năng lượng tự nhiên hoặc là những sản phẩm không gây hại tới môi trường, được chưa? Sustainability. Next one, phần collocation chúng ta có số 1 này, chúng ta có từ action plan. Action plan của chúng ta là những cái kế hoạch hành động, đúng không ạ? Number 2, chúng ta có từ adapt. Adapt, cái này của chúng ta là thích ứng, đúng không ạ? Thích ứng với cái gì? Và chúng ta có một cái cụm từ và mong muốn là các bạn chú ý á. Bình thường từ adapt chưa là thích ứng đúng không ạ? Nhưng mà trong cái trường hợp là bắt đầu một cái nhỉ, sự sống hoặc là một cái phong cách sống xanh, chúng ta dùng không dùng từ adapt, mà chúng ta lại dùng là gì? Adjust, được chưa? Adjust a green lifestyle. Next one, be unaware of, đúng không? Something, tức là gì nhỉ? Không có ý thức về việc gì, đúng không? Next one, be friendly to, hoặc là be friendly with somebody or something. Chúng ta sẽ ưu tiên từ to trước nhé. Cái nào ưu tiên thì cô sẽ để trước, đó chính là be friendly to. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là thân thiện, đúng không? Đối với ai, ok? Là với cái gì ạ? Ok, next one, number 6. Chúng ta có từ contribute to something.
Đúng không ạ? Là động từ. Hoặc chúng ta có thể dùng danh từ là make contribution to something. Đúng không ạ? Tạo ra một cái sự đóng góp, góp phần và cái gì đó. Nhớ nhá, dù là contribute động từ hay là make contribution là danh từ thì nó đều dùng to. Okay, next on number 7, chúng ta có từ died out. Died out. Từ này của chúng ta có nghĩa là gì nhỉ? Tuyệt chủng bằng cái từ extinct đúng không ạ? Die out. Còn die of của chúng mình là chết vì bệnh gì? Đúng không? Chết vì bệnh gì? Number 8, chúng mình có từ dispose of hoặc là bằng với từ throw away hoặc là bằng với từ get rid of. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? Là ném đi, bỏ đi đúng không ạ? Vứt bỏ cái gì đi. Number 9, chúng ta có từ gì đấy ạ? Từ encroach. Từ này chúng ta sẽ đi với cả hai giới từ là giới từ on và giới từ gì đấy ạ? Upon. Thì cả lớp nhớ cô như này nhá, cái giới từ nào mà cô để trước đúng không ạ? Thì đó chính là giới từ thông dụng. Có lẽ ví dụ như là cái từ gì nhỉ? Be friend to và with cũng vậy. Thì từ nào, giới từ nào cô đặt trước thì giới từ đó có nghĩa là sẽ được ưu tiên hơn. Được chưa? Rồi, ok. Tương tự, ở đây chúng ta sẽ ưu tiên từ encroach on. Cái này của chúng ta có nghĩa là xâm lấn hoặc là xâm phạm vào lãnh thổ hoặc là quyền của ai đó. Okay, next one. Go green. Go green của chúng ta đã bắt đầu một cái cuộc sống, một cái phong cách lối sống xanh. Number 11, immediate benefit. Immediate benefit của chúng ta ở đây có nghĩa là gì đấy ạ? Những cái lợi ích đúng không ạ? Tức thời. Những cái lợi ích tức thời. Okay, next one, number 12, số 12. Số 12 chúng ta có từ inconclusion. Inconclusion của chúng ta là kết luận nào? In conclusion là kết luận. Next one, number 3. Chúng ta có cụm từ in other words. In other words, cụm từ của chúng ta có nghĩa là nói cách khác thì. Nói cách khác thì. Okay, next one, number 14, số 14 của chúng ta sẽ là launch the campaign. Launch the campaign của chúng ta đây có nghĩa là gì đấy ạ? Bắt đầu là khởi xướng một cái chiến lược nào đó đúng không ạ? Số 15 ạ, chúng ta có từ mean to do là cố ý làm gì ạ? Mean to do là cố ý làm gì? Mean doing something là có nghĩa làm gì? Có nghĩa là gì? Số 16 ạ, chúng ta có từ boast, treat to somebody or something. Cụm từ này của chúng ta có là gì ạ? Tạo được cái mối đe dọa đối với ai, đối với cái gì ạ? Số 17, replace something with something. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? Thay thế cái gì bằng cái gì? Replace something with something. Số 18 ạ, chúng mình có slow down. Slow down của chúng ta nghĩa là gì nhỉ? Chậm lại đúng không ạ? Và ngược nghĩa với nó chính là speed up đúng không ạ? Speed up của chúng ta đó chính là gì nhỉ? Đẩy nhanh tốc độ đúng không ạ? Next one, number 19. Số 19 ạ, chúng ta có từ use up. Đúng không ạ? Use up bằng cái từ gì nhỉ? Run out đúng không ạ? Cụm từ này của chúng ta là gì nhỉ? Có nghĩa là sử dụng cạn kiệt hết cái gì ạ? Sử dụng cạn kiệt hết cái gì ạ? Số 20 chúng ta có từ waste disposal. Waste disposal, cụm từ này của chúng ta có nghĩa là cái việc mà sa thải, thải rác đúng không ạ? Disposal là danh từ nha các con, còn disposal là động từ ạ. Tiếp tục là chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó chính là phần grammar. Trong nội dung phần grammar chúng ta sẽ ôn tập lại đúng không? Sự phân biệt giữa các loại cấu trúc câu simple sentence này, compound sentence và complex sentence. Chúng ta bắt đầu từ phần đầu tiên, đó chính là gì đấy ạ? Simple sentence là câu đơn. Câu đơn giản là một câu mà sẽ chứa một mệnh đề gồm một chủ ngữ và một gì nhỉ? Vị ngữ đúng không ạ? Cô lấy ví dụ, cô có câu như sau. Learning English is important nowadays. Học tiếng Anh nữa thì vô cùng quan trọng đúng không ạ? Vào ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ có là chủ ngữ là learning English đúng không ạ? Động từ là từ is.
Công thức của chúng ta sẽ là S cộng với V đúng không ạ? Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một số các trường hợp đặc biệt. Sau đây cũng được xem là những câu gì nhỉ? Simple stand. Ví dụ như là câu có hai chủ ngữ chẳng hạn. Chúng ta có learning English and computer using are important nowadays. Tức là cái việc mà chúng ta học tiếng Anh và sử dụng máy tính là vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có hoặc công thức của chúng ta sẽ là SS cộng với verb. Được chưa? Tức là hai cái chủ ngữ cộng với verb luôn. Như này, câu có hai động từ. Câu có hai động từ. Chúng ta sẽ có là I play some video games and learn English on my computer. Chúng ta có I là chủ ngữ này. Play some video game là một động từ này. Và learn English là một động từ nữa. Như vậy là nếu mà câu có một chủ ngữ và bonus với hai động từ như thế này thì chúng ta cũng được sử dụng. Đó là nhà câu đơn. Được chưa? Công thức của chúng ta là S cộng VV. Đó. Tiếp này. Câu có hai chủ ngữ và có hai động từ. Ví dụ như là My sister and I play some video games and learn English on computer. Chị gái của tôi và tôi là hai chủ ngữ đúng không ạ? Và nhỉ, play some video game là một động từ và learn English là một động từ nữa đúng không ạ? Thì câu như thế này, công thức của chúng ta là SS và cộng với nhỉ, VV. Hai cái công thức này của chúng ta là đều sử dụng với gì đấy ạ? Câu đơn hết đúng không ạ? Tiếp này chúng ta sang compound sentence. Compound sentence của chúng ta đây là gì nhỉ? Cục phức đúng không ạ? Rồi, câu ghép ạ, gồm hai hoặc ba mệnh đề học tập độc lập, đó là independent clause hay còn gọi là những câu đơn giản mà được nối với nhau, đúng không ạ? Trong cấu trúc này thì các mệnh đề sẽ được nối với nhau bởi các liên từ, đúng không ạ? Và những liên từ thì gọi là conjunction. Chúng ta có các liên từ sau, F là đại diện viết tắt được từ for. A là từ and, N là nor, B là but, O là gì nhỉ? Or, Y là yet, S là so. Và chúng ta có cái từ fanboy, đúng không ạ? Từ fanboy của chúng ta ở đây là gì đấy ạ? Một cái cách viết để chúng ta có thể nhớ các cái tên từ phổ biến nhất một cách dễ dàng. Đây là những từ khác nhau được tạo nên câu ghép, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ còn một số cái liên từ khác nữa, đúng không ạ? Và nhớ là các cái phần conjunction liên từ trong Academic English thì nó sẽ không được phép, tức là tiếng Anh học thuật, không được phép đứng đầu câu nhé. Tiếp này chúng ta xong phần tiếp theo là complex sentence là câu phức. Câu phức sẽ là câu khó hơn câu ghép mà nó có thể lý do tại sao mà chúng ta được gọi là câu phức tạp, đúng không ạ? Và câu phức sẽ là câu có ít nhất một mệnh đề phụ thuộc, chúng ta gọi là dependent clause. Và một mệnh đề gì nhỉ? Độc lập, chúng ta gọi là independent clause. Và liên kết với nhau nhưng không sử dụng các liên từ nói trên, các liên từ fanboy nói trên, mà sử dụng một số các liên từ phụ thuộc và câu gọi là subordinating conjunction. Ví dụ câu có từ after là sau khi này, on those là mặc dù này, as đúng không ạ? Là bởi vì này, as if là cứ như thể là này, as long as là miễn là này, as much as là nhiều này, as soon as là ngay sau khi, as though cũng là gì nhỉ, as though as if là cứ như thể là, because là bởi vì này, before là gì đấy ạ, trước, event if là thậm chí nếu ạ, even though của chúng ta là thậm chí rằng, if là nếu, in order là để, in order to là để mà, in case là đề phòng trường hợp, và once là khi. Tiếp ạ, chúng ta có từ since, được chưa? Từ since của chúng ta là bởi vì, sâu sát là để mà, that đúng không ạ? Là cái mà, và though là gì nhỉ? Dù ạ. Được chưa? When là khi. Whenever là bất cứ khi nào. Whereas là gì nhỉ? Trong khi. Where là nơi. Wherever là bất cứ nơi nào. Và why là trong khi. Được chưa nhỉ? Đấy là toàn bộ nội dung của cái unit số 3 của chúng ta. Và hy vọng là sau cái gì nhỉ? Hơn 13-14 phút đồng hồ này chúng ta sẽ có thể hình dung lại được cái nội dung của unit số 3 như nào nhá. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái unit sau.